Vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để làm món cá mè hoa chiên nước mắm tỏi ớt. Nguyên liệu của chúng ta gồm có khoảng 600 g cá mè hoa, 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, khoảng 2 đến 3 trái ớt và 2 tép tỏi. Cá mè khi các bạn mua về các bạn làm sạch thì các bạn phải nhớ lấy hết cái phần giấy trên này và chà lại muối. Đồng thời các bạn sẽ mổ bụng cá và lấy hết cái phần nội tạng của cá ra. Đối với cá mè này nó ăn và chủ yếu là cỏ và đất nên nó rất là sạch, nên các bạn chỉ cần mổ ra. Đây là phần trứng của cá này các bạn. Ở đây mùa này là mùa cá trứng rất là nhiều. Còn đây là phần mỡ của cá. Đối với cá này các bạn có thể nấu canh lá giang cũng rất là ngon ha. Hôm nay mình xin chiên giòn nó để mình ăn với nước mắm và rau sống nha các bạn. Khứa nha các bạn. Các bạn có thể khứa như thế nào cũng được ha. Thì còn ở đây hôm nay Ngọc học sẽ khứa vân cá nha các bạn. Khi mình khứa thì mình chiên thì cá nó sẽ giòn và nó thấm hơn. Các bạn nhìn xem, mình khứa theo hình chữ nhật nha các bạn. Khi mình chiên cá nó sẽ rất là ngon. Rồi đây, tương tự chúng ta sẽ làm hết phần cá này nha. Các phần cá của chúng ta đã khứa xong, bây giờ chúng ta sẽ cho lên bếp và chiên nha các bạn. Đối với cá này nó rất là tươi ngọt cho nên các bạn phải cho nhiều dầu để nó tránh bị phần dính cá nha, và nó chiên thật là giòn nha các bạn. Cái chảo lên bếp, sau đó cho vào khoảng nửa chén canh dầu ăn nha các bạn. Khi phần dầu trong chảo chúng ta đã sôi rồi, chúng ta sẽ cho cá vào lần lượt nha các bạn. Các bạn lưu ý là để cá không bị dính thì chúng ta khi cho vào chúng ta phải trở qua trở lại để cá nó không bị dính chảo nha các bạn. Chuẩn bị cho cái phần làm nước mắm tỏi ớt này, chúng ta dùng khoảng 4 trái ớt, khoảng 2 tép tỏi nha các bạn. Sau đó chúng ta cho vào đây 3 muỗng canh đường cát và các bạn cho vào đây khoảng 3 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Khi nước mắm của chúng ta đã tan đường, chúng ta sẽ cho vào đây một hai trái hành nha các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ nêm nếm cái phần nước mắm này. Các bạn nhìn xem cái phần nước trắng của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bếp xem phần cá của chúng ta như thế nào nha. Chúng ta đã dàn một bên, bây giờ chúng ta sẽ đổ nha các bạn. Cá chúng ta bắt đầu vàng, bây giờ mình sẽ đem vớt ra nha các bạn. Các bạn để cho nó ráo dầu nha. Và đây là phần cá chúng ta đã chiên xong, bây giờ chúng ta sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Các bạn ơi, món cá mè hoa chiên giòn của chúng ta đã hoàn thành rồi đây, các bạn nhìn xem. Đi kèm với nó không thể thiếu là một chén mắm tỏi ớt các bạn. Ăn kèm với nó có thể là rau sống hoặc dưa cà chua. Và bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức ha. Các bạn nhìn xem, phần cá của Ngọc chiên rất là giòn và ở bên trong thịt nó vẫn còn ngọt ngon như thế này nè các bạn. Cái này thì không không thể thiếu một chén cơm trắng rồi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Chúng ta sẽ chấm vào đây. Và đây, các bạn nhìn xem. Giòn tan các bạn. Mặc dù Ngọc không dùng bột chiên giòn nhưng chiên cá vẫn giòn nha các bạn, và vị cá vẫn vẫn ngọt thanh như ban đầu ha.
Và món này ăn cơm trắng rất là ngon. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món ăn thật ngon, đậm đà, hấp dẫn hơn ha. Và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký, chia sẻ đường link bên dưới nha các bạn, để cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon hơn, đậm đà, hấp dẫn hơn ha. Và kênh của mình là kênh Ẩm Thực Việt nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn nha.